Xin kính chào tất cả quý ông bà anh chị em. Ông bà chị em khỏe không? Dạ khỏe. Rất là vui được có một số quý ông bà anh chị em từ xa tới, đặc biệt là bên gia đình của anh Thâu. Thì xin mời quý vị đứng lên để chúng tôi xin được chào mừng ạ. Và ngày hôm nay chúng ta thì cũng có ông bà mục sư Nguyễn Tấn Long và ông mục sư Long ở đây và bà vợ phía sau. Xin mời ông bà đứng lên được chào mừng ạ. Cảm ơn bà. Và thì ngày hôm nay thì mục sư hiện tôi biết là anh còn đang ở Việt Nam và anh đang nôn nóng trở về theo lời bà mục sư là như vậy. Thì ngày hôm nay chúng ta có buổi lễ đặc biệt mà có mục sư Long hướng dẫn hội thánh chúng ta trong ngày hôm nay. Cảm ơn mục sư Long. Ngày hôm nay quý vị có điều gì muốn chia sẻ gì vui ngày hôm nay không ạ? Cảm ơn Hương. Con kính chào quý ông bà anh chị em. Dạ con muốn cảm tạ ơn Chúa là cho ba con và ông mục sư Hiền được về Việt Nam mọi sự bình an tốt đẹp luôn. Mục sư có nhờ con chia sẻ với hội thánh như sau: Chúa cho tôi được bình an tại Sài Gòn, gặp gỡ lại chị em. Chú em bị liệt của tôi cũng được Chúa cho nhổ răng và làm răng lại. Chú cũng được đưa đi chạy chữa vật lý trị liệu và có kết quả khả quan. Hôm qua tôi đi thăm và cầu nguyện cho cha mẹ anh Việt Hùng. Xin hội thánh dâng lời tạ ơn Chúa cho tôi về những điều trên. Dạ, cảm ơn hội thánh. Dạ, xin hỏi. Cảm ơn cô Lan Hương. Còn ai nữa không ạ? Dạ, nếu không tôi xin mời chị Liên hướng dẫn chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn. Dạ, xin kính chào quý ông bà mục sư và chào mục sư bà mục sư Hiền, quý ông bà mục sư Trần Hồng Việt. Dạ, và hôm nay chúng ta cùng hội thánh của chúng ta rất là vinh hạnh được đón tiếp mục sư Nguyễn Tấn Long, ông bà mục sư Nguyễn Tấn Long. Dạ, đến với đồng thời mục sư Nguyễn Tấn Long sẽ chia sẻ lời Chúa cho hội thánh hôm nay. Và tạ ơn Chúa. Và thưa quý con cái Chúa trong hội thánh, thì chúng ta nghe lời Chúa dặn trong Kinh Thánh là chớ bỏ sự nhóm lại. Chúng ta thờ phượng Chúa ba ngôi, Đức Chúa Trời ba ngôi, bằng tôn vinh ngợi ca, dâng lời cầu nguyện, lắng nghe lời giảng luận của quý mục sư. Và hơn thế nữa, khi chúng ta giữ thánh lễ, chúng ta sẽ được hưởng sự mầu nhiệm của đức tin và cũng là bày tỏ lòng biết ơn bằng những lễ vật đem đến qua sự dâng hiến. Tạ ơn Chúa về mọi điều mà Chúa đã ban ơn phước trên đời sống con cái Chúa của Ngài, con cái của Ngài. Và xin kính mời ban hát dẫn. Thưa hội thánh, con cái Chúa, chúng ta thọ lòng bởi vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài là Đức Chúa Giêsu xuống thế gian qua hình hài một con người và cứu chuộc cho chúng ta. Chúng ta thấy thọ lòng vì sự thương xót, sự cứu chuộc qua huyết của Chúa Giêsu đã đổ trên thập tự giá ở đồi. Chúng ta thấy thỏa lòng vì Đức Thánh Linh luôn đồng hành, dạy khuyên, giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh của con cái Chúa. Xin kính mời quý hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ đồng tôn vinh Chúa với hết cả tấm lòng. Chúa dẫn đưa đời tôi thấy hòa lòng, dù trời gặp gió dường như mỗi lối đi xa ngài,
chiến thắng. Tôi thấy vui luôn nhờ tay Chúa quyền năng. Đời tôi bay cao như chim thuyền quá không gian bay mong, nhìn lên thiên nhiên xem nơi Chúa ban. Hạnh phúc lớn quá ước muốn Ngài ban cho tôi nhưng không tuyệt thay tình yêu Chúa đồng sâu. Chúa chở che đời tôi thấy hòa lòng, dù trong cuộc sống con thử thách gian nan bên mình, tâm linh yên bình và an vui cả hát thanh thơi. Qua những khó khăn ta ơn Chúa nhiều hơn. Đời tôi bay cao như chim qua không gian mê mông, lên thiên nhiên xin tươi Chúa. Tôi bay cao như chim qua không gian mây mông, lên thiên nhiên xin tươi Chúa ban. Hạnh phúc đã qua ước muốn Ngài ban cho tôi những không tuyệt thay tình yêu Chúa rộng sâu. Thưa hội thánh, Chúa hứa ban ơn phước cho những ai kêu cầu Ngài. Giờ này đây xin kính mời mục sư Trần Hoàng Việt sẽ lên tòa giảng cầu nguyện khai lễ cho chương trình lễ của chúng ta hôm nay. Xin kính mời mục sư Trần Hoàng Việt. Xin mời ông ngoại quý bà cho em cầm tòa hiệp nguyện. Cái lời được Chúa Trời là treo thương chúng con. Như vậy Thánh Ca nói, có Chúa là chúng con thỏa lòng. Bởi vì Chúa là đấng yêu thương, Ngài là đấng toàn năng, Ngài đầy lòng thương xót, Ngài ban luôn bao nhiêu bậc ân điển mà chúng con chẳng xứng đáng gì. Cho nên có Chúa là chúng con thỏa lòng. Cho nên có Chúa chúng con có thể bình an sống với Chúa và bước đi, mặc dù chung quanh chúng con đang gặp nhiều khó khăn. Thế giới này đang tràn lấp, tràn đầy những hờn ghen, những ghen tức, những thù hằn. Người ta chém giết lẫn nhau, người ta hại lẫn nhau để đạt mục đích riêng của họ. Cuộc chiến bên Trung Đông, chiến bên Ukraine và sự tranh cạc quyền lực trong chính quyền nó làm cho mọi người chia rẽ. Và ngay cả trong gia đình chúng con có những lúc chúng con không thể thuận hòa với nhau bởi vì những ghen tức, những tự hào cho bản thân chúng con. Cầu xin Chúa là chúng yêu thương, cầu xin Chúa thương xót, thứ tha tội lỗi chúng con, giúp chúng con luôn trở về với Ngài, để chúng con sống theo ý của Chúa và Chúa hướng dẫn chúng con được sống trong tình yêu thương. Để là thế gian này cũng phải nhận biết điều đó và họ cũng sống trong tình yêu thương. Bởi vì một ngày nào đó chúng con ra đi, chúng con chẳng mang lại được gì. Chúng con giành đất đai, chúng con giành quyền lợi, để rồi chúng con cũng chẳng có gì. Chúng con chỉ tạo thêm những hờn ghen, những thù hận, để rồi đưa đến chiến tranh từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Cầu xin Chúa thương xót nhớ rằng Chúa dạy chúng con, vương quốc của Chúa không phải nằm trên trái đất này. Đền thờ của Chúa không phải là nơi xếp bằng đá, bằng đất giữa bên Jerusalem. Đền thờ chúng con là tấm lòng của những người tin Chúa, của Chúa ngự trong lòng chúng con. Và đó là dấu chứng của vương quốc của Chúa, không phải vương quốc trên thế gian này, để các vua Chúa trên thế gian này. Cảm ơn Chúa luôn luôn nhớ rằng Ngài là vua trong lòng của chúng con, và chúng con là nơi để người ta biết về quyền năng của Chúa và tình thương yêu của Ngài. Và ngày hôm nay chúng con cùng nhau đến đây thờ phượng Chúa. Cảm ơn.
ơn Chúa buông lấy chúng con. Cảm ơn Chúa cũng thương xót bảo vệ chúng con, đặc biệt những người đang ở xa như ngày hôm nay một sự kiện đang ở Việt Nam và ông chuẩn bị trở về. Còn Chúa ban phước cho đường về trong Việt Nam. Còn Chúa dân thật ban phước cho ông bà chị em đang lớn tuổi có những yếu tật và trong người. Còn Chúa thông biết những ai đang trên đường đi tới đây thờ phượng, còn Chúa ban phước cho tới được bình an cho mỗi chúng con đây cũng được nhận được sự bình an từ những ngày biết rằng ngài đang ở cùng. Và chúng con đặc biệt cầu nguyện Chúa ban phước cho ông bà Sư Long trong ngày hôm nay và tất thành dự trong thành chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa cho ông cũng có sẵn lòng để chia sẻ lời Chúa trong ngày hôm nay. Cầu nguyện Chúa ban phước cho ông giữ gìn môi miệng con và tất cả những gì ông nói ra là theo yêu thánh của Chúa. Chúng con cảm ơn ngài. Cầu nguyện Chúa mở lòng chúng con và đón nhận những lời ca hát của chúng con, sự tôn vinh chúng con, sự dâng hiến của chúng con. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin cảm ơn lời cầu nguyện khai lễ của mục sư Trần Hoàng Việt. Kính xin hội thánh đồng ngồi. Thưa hội thánh, trong kinh thánh của Corinto sách nhì đoạn 9 câu 15 nói rằng, tạ ơn Chúa bởi sự ban cho của ngài là không sao kể xiết. Xin kính mời quý hội thánh cùng ban hát tôn vinh Chúa bài thánh ca Hãy đếm cạn ơn phước. Sóng gió mua khắp chung quanh bạn đây, hoặc khi anh cảm thấy hết cả mọi điều đời này, xin anh mau mau đến các phước lành kia phù ban, rồi anh ngạc nhiên thấy hương ơn Chúa luôn tuôn tràn, xin anh đếm các phước lành cha luôn ban, xin anh thấy cả ơn lành từng nay, hãy đếm ơn trên, hãy kể tên. Hưởng mối quan hệ hòa thuận với Đức Chúa Trời. Xin kính mời quý vị thánh cùng ban
tôi hân hoan ca hát nếm biết ơn ơn sâu nơi Ngài, lòng tôi luôn vui tươi cất tiếng ca. Ngày hôm nay cha mang vui hóa đến với tâm linh này, thân Chúa đã đến đem an vui cho đời tôi, tâm tôi luôn vui hóa. Lạy Chúa là Cha yêu thương, chúng con cảm ơn Ngài đã ban cho chúng con đời sống, đã ban cho chúng con
ngày nghỉ yên ở trong Ngài, để chúng con thờ phượng Ngài, chúng con ca tụng Ngài. Giờ này chúng con còn góp phần vào trong công việc của nhà Ngài. Chúng con biết ơn Ngài vì cớ chúng con có thể hiến dâng được. Xin Chúa cũng giúp cho chúng con để chúng con hiến dâng cả cuộc đời chúng con cho Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Dạ, cảm ơn ban nam giới. Xin hội thánh đồng ngồi. Thưa hội thánh, là con cái Chúa, chúng ta biết rằng Kinh Thánh mặc khải cho con người biết rõ về nguồn gốc và vạn vật. Kinh Thánh cũng chỉ ra cho con người biết Đức Chúa Trời yêu thương giải cứu con người ra khỏi tội lỗi qua Chúa cứu thế Jesus Christ. Và Kinh Thánh cũng dạy cho con người nếp sống xứng hợp với địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời. Sau đây, xin mời em nhà ca sẽ đọc Kinh Thánh đối đáp cho hội thánh chúng ta trong Luca đoạn 17 từ câu 11 đến câu 19. Dạ, xin mời em. Dạ, bây giờ thì giờ của Kinh Thánh đối đáp, con đọc một câu, hội thánh đọc một câu ạ. Trên đường đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giêsu đi qua ranh giới giữa miền Samari và Galilee. Khi vào một làng kia, có 10 người phun hủi đến đón Ngài. Họ đứng đằng xa và kêu lớn: Lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng con. Khi thấy họ, Ngài phán: Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ. Khi họ đang đi thì phong hủi được sạch. Có một người trong họ thấy mình đã được chữa lành liền trở lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời và đến phủ phục dưới chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Người đó là người Samari. Đức Chúa Giêsu phán: Không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chẳng ai trở lại tôn vinh Đức Chúa Trời ngoại trừ người ngoại quốc này sao? Rồi Ngài phán với anh ấy: Hãy đứng dậy và đi, đức tin con đã chữa lành con. Xin mời cô Liên lên hướng dẫn ạ. Thưa hội thánh, chúng ta sẽ được nghe chia sẻ lời Chúa với chủ đề bằng chứng của lòng biết ơn qua sự giảng luận của mục sư Nguyễn Tấn Long. Với tấm lòng khao khát của con cái Chúa, và chúng ta hãy lắng nghe tiếng phán của Thánh Linh, chúng ta sẽ có một bài giảng rất là đầy ơn từ mục sư Nguyễn Tấn Long. Và xin kính mời mục sư. Kính chào quý ông bà chị em, gửi lời chào bình an đến được quý ông bà chị em trong tình yêu thương của Đấng Christ. Tôi rất là vui, chúng tôi đi dầm đường dài, có người, có anh chị em buổi sáng này tôi gặp thì tôi không biết tên, nhưng họ là ông từ đâu đến, chúng tôi nói là chúng tôi đi cả ngàn dặm, thật ra là gần 1000 miles từ Georgia. Mà cảm ơn Chúa, và tôi cũng cảm ơn mục sư Hiền đã cho phép tôi giải bài lời Chúa trong dịp thiền này với quý ông bà anh chị em. Và cảm ơn ông Việt, mục sư Việt chuẩn bị, và buổi sáng hôm nay tôi đến đây và bài giảng buổi sáng hôm nay tôi nói bằng chứng của lòng biết ơn. Và khi mà chúng tôi đến đây thì không có sớm lắm, nhưng mà tôi cũng thấy những bằng chứng của tấm lòng của những người biết ơn Chúa ở đây. Tôi rất là vui mừng cái điều này. Buổi sáng hôm nay thì chúng ta học về trong Luca. Cảm ơn cô Nhã Ca người đọc cho chúng ta. Thì tôi thì có tài chương trình hình sản đây, không biết là quý vị, nếu quý vị nào cần thì không biết là tôi tin rằng quý vị đang có trên tay cái tiêu dùng Kinh Thánh trong bản truyền thống. Tôi quý ông bà anh chị em, có nhiều việc thì chúng ta không biết hay không định được
cho đến khi mà cái sự việc nó xảy ra. Và thưa quý vị chớ trong Gia Cơ chương 2 câu 18 thì ông nói rằng là hãy có đức tin để anh chị cái đức tin mà không có việc làm, rồi tôi sẽ chỉ cái đức tin mà có việc làm của tôi cho anh. Chúa thì dạy cho chúng ta nhiều khi không biết cái cây đó như thế nào cho đến khi nó ra trái thì chúng ta biết cái cây nó là cái gì. Mà nhiều khi chúng ta nói cái lòng biết ơn thì chúng ta không làm sao định được. Không làm sao định được thì buổi sáng hôm nay chúng ta cũng học ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh Luca chương 17 từ câu 11 đến câu 19. Tôi sẽ giải bài cho quý vị, sẽ quý vị sẽ thấy cái bằng chứng của cái lòng biết ơn. Tại vì chúng ta không thấy thì chúng ta không làm sao nắm được. Tại ví dụ như có nhiều người nói là thương yếu mà thương nhiều hay là thương ít, nhưng không làm sao định được, không biết làm sao nói được. Nói là không thương, có nhiều người nói là không thương, có người nói tôi thương nhưng mà người nói không có thấy thương, thì làm sao chúng ta định được điều đó? Chúng ta đến với Chúa. Cái lời Cha Thánh, chúng con cảm tạ lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng con cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng con để cho người nói cũng như người nghe đều được vui thỏa lời về lời của Ngài. Vì lời của Chúa, lời an ủi, nâng đỡ, hướng dẫn chúng con. Và cầu xin giờ này Chúa Thánh Linh soi dẫn lòng chúng con, để cái mọi người đều có cái lòng thông hiểu và cảm động về lời của Ngài. Và chúng con nghe lời của Ngài, vì Ngài đặt ở trong Kinh Thánh là để cho chúng con hiểu, để chúng con sống và làm theo. Chúng con cảm tạ lời của Ngài. Chúng con cảm điều này, cảm tạ điều này ở trong danh thánh của Chúa Jesus Christ. Amen. Câu chuyện bắt đầu như thế này. Cái ngày tạ ơn đầu tiên tại Hoa Kỳ được tổ chức, tức là phía Nam Mỹ đó, năm 1611. Sau cái mùa đông lạnh nhất chưa từng có của năm 1610, tức là năm trước đó, thì trong cái năm 1610 đó có 406 thuyền nhân vượt biển đến vùng Bắc Mỹ này. Và đoàn người này sau một năm chỉ còn có 60 người sống sót thôi. Và họ đã kêu cầu với Đức Chúa Trời vì họ thiếu đủ mọi điều, thiếu lương thực, thiếu tất cả những phương tiện. Và Chúa đáp lời họ. Thì trong một năm sau đó, tức là năm 1611, có một cái con tàu đầy thức ăn và vật tư dụng, nghĩa là vật dụng để cho họ dùng trong đời sống, đến kịp thời. Và chiếc tàu đã đến từ Anh Quốc. Và họ cảm tạ ơn lành. Cảm tạ vô cùng. 10 năm sau, năm 1621, cũng có một nhóm người, 46 người cơ đốc nhân và 91 người Mỹ da đỏ bản xứ ở đây, họ tổ chức một ngày đặc biệt cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời sau một vụ mùa thu hoạch. Nhưng mà quý vị biết không, cái mùa đông năm trước đó, một nhóm người này là 102 người, và họ mất mát đến hơn quá nữa, còn lại 46 người. Những người sống sót này, họ mất những người thân yêu, những người bạn bè, những người trong gia đình của họ. Thì chúng ta có thể tự chúng ta hỏi là những người cơ đốc nhân này cảm tạ Chúa về điều gì trong khi họ mất mát quá nhiều điều. Thì thưa quý ông bà chị em, họ cảm tạ ơn điển của Chúa. Đến năm 1789 thì ông George Washington đã kêu gọi một ngày đặc biệt mà toàn quốc tạ ơn Chúa. Sau đó thì Abraham Lincoln lập một ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11 là một ngày tạ ơn ở Mỹ. Và sau đó thì Quốc hội Hoa Kỳ chọn cái ngày thứ năm của tuần lễ thứ tư trong tháng 11 là ngày lễ tạ ơn chính thức của Hoa Kỳ. Vậy thì người ta tạ ơn, người ta biết ơn, người ta ghi ơn những gì trong những ngày này? Thường thì chúng ta tạ ơn Chúa về những vật chất hay là những vật thực mà chúng ta có được trong năm. Còn chúng ta, riêng về những người cơ đốc nhân như ta, chúng ta cũng biết ơn về sự giúp đỡ của Chúa, về tài vật và sức khỏe. Nhưng cũng có thể chúng ta, cũng như chính người đàn ông trong câu chuyện ở trong Luca nói cho chúng ta nghe, họ chỉ bày tỏ cái mục đích với một ý nghĩa trong không. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết điều gì về việc tạ ơn Chúa? Cái chữ tạ ơn Chúa được nhắc lại, thưa quý vị, nhắc lại trong Kinh Thánh là 140 lần. Và Kinh Thánh nhắc điều đó cho con dân Chúa. David ngợi khen ân điển của Đức Chúa Trời ban cho, có ghi trong Thi Thiên 103 có 22 câu. Và câu đầu tiên ông khởi động đó là: hỡi linh hồn ta, hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta, tức là hết sức lực, hết linh hồn của mình, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Và buổi sáng này tôi thấy quý vị ở đây ca hát vui mừng, tôn vinh, ca ngợi danh thánh. Đó là cái điều mà tôi thấy ở đó là David nhắc đến cho chúng ta. Chúng ta thấy là Daniel biết ơn Chúa trong khi ông gặp những trải nghiệm, khi ông gặp những cái nguy hiểm tràn tới và có thể bị mất mạng.
nhưng mà sao kẻ thù cứ tấn công, nhưng mà tiên tri Đa-nhiên vẫn vững lòng và bình tĩnh, vững lòng và bình tĩnh để tạ ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ở trong Đa-nhiên chương 6 câu 10 ghi như thế này: khi Đa-nhiên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, tức là cái chỉ dụ mà ép ổng đến cái sự chết đó, thì về nhà mình, những cái cửa sổ của người thì mở hướng về Jerusalem, mở hướng về Jerusalem. Tại đó thì sao? Hướng về Jerusalem thì tại đó cứ một ngày 3 lần, không phải 1 lần mà 3 lần, người quỳ xuống cầu nguyện xin tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình như vẫn làm khi trước. Tức là trước đó không làm, mà có nguy hiểm tới thì ông cũng vẫn làm, không thay đổi, vẫn một lòng biết ơn Chúa trong một hoàn cảnh, mọi hoàn cảnh, hoàn cảnh dù có khó khăn như thế nào vẫn tạ ơn Chúa. Tương tự chúng ta thấy ông sứ đồ Phaolô, ông khuyên cộng đồng quân dân Chúa tại Thessalonica trong thư tín Thessalonica thứ nhất chương 5 câu 18, thì phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, việc gì, bất kỳ việc gì phải tạ ơn Chúa. Vì sao? Vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Người theo Chúa, làm công việc Chúa, con dân Chúa khi bước đi thì bước đi trong ý muốn của Chúa, chứ không theo cái ý muốn tư dục hay lợi lộc đời này, và biết ơn Chúa trong mọi khi. Habacuc là một tiên tri, tiểu tiên tri thuộc xứ Juda. Trong thời bấy giờ thì Israel và Juda, nghĩa là Nam và Bắc, thì họ cái kinh cừ với nhau. Khi tiểu tiên tri Habacuc này được Chúa nói cho biết trước là cái xứ Juda sẽ gặp cái trở ngại, bởi vì ở trong Habacuc chương 3 câu 17 thì Đức Chúa Trời cho ông thấy là sẽ có một dân đến chiếm cái nước xứ Juda và đất nước điêu tàn. Bởi nhưng mà dù vậy thì ở trong Habacuc chương 3 câu 17 ông nói như thế này: dầu vậy tôi sẽ vui mừng trong Đức Chúa Giê-hô-va và tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời tôi, vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi. Trong cái phân đoạn kinh văn hôm nay trình bày cho, nghĩa là trình bày cho chúng ta thấy cái nguyên nhân thực sự của sự cảm tạ, biết ơn Chúa về các vật chất, thưa quý ông bà chị em, đó là điều đúng. Cảm ơn Chúa về sức khỏe cũng là điều đó, là một lý do để ca ngợi Chúa. Nhưng còn có thêm nữa, hơn nữa, nhưng đó có một số điều nó giá trị mà trỗi hơn như thế nữa để cảm tạ Chúa. Tôi muốn nói đến một người bệnh phung trong câu chuyện mà buổi sáng hôm nay chúng ta nghe đó, và cho quý vị thấy có một người đàn ông hết lòng cảm tạ Chúa. Vì sao? Vì ân điển của Ngài. Cảm tạ Chúa vì ân điển của Ngài. Chúng ta suy gẫm phân đoạn kinh văn vừa nghe để nhận biết lý do thật sự của sự cảm ơn. Đây là một cái bài học tạ ơn của một người phung được chữa lành. Bởi vì trong câu 11 thì chúng ta thấy cái Chúa hiện diện tại vùng, ở trong cái vùng đó là Đức Chúa Giê-xu đương lên thành Jerusalem, trải qua bờ cõi xứ Samari và Galilee, ở trong câu 11, Luca 17:11. Và chúng ta thấy khi mà nói đến Jerusalem thì người ta nói đi lên, tức là vùng cao, và có tỏ cái lòng quý trọng. Thì Chúa gặp 10 người bệnh phung này, và một trong người đó tỏ lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời. Có 3 điểm tôi thưa quý vị như thế này. 3 điểm. Cái điểm thứ nhất, bây giờ chúng ta xem xét về cái tình trạng của họ. Tôi nói là những cái nhóm người thảm họa này thì chúng ta nhìn về có 3 điểm ở trong đây, là chúng ta nói về họ là những người bị thảm họa. Và cái điểm đầu tiên mà tôi thưa quý vị là tình trạng của họ. Trong câu 12, nhằm khi vào làng kia có 10 người phung đến rước Ngài, đứng đằng xa lên tiếng rằng: lạy Chúa, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. 3 điểm chúng ta thấy ở đây. Cái điểm thứ nhất là họ đến đón Ngài. Điểm thứ hai là họ đứng xa xa, không có đến gần, đứng xa xa, và họ nói là họ cầu xin sự thương xót của Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong đây 10 người này đều bi thảm lắm. Và chúng ta nhìn cái khía cạnh như thế này, chúng ta nhìn khía cạnh không như hai, cả hai là thuộc linh và thuộc thể, để thấy họ bi thảm như thế nào. Những người bệnh phung này có nhiều điểm tương đồng với những người trong thế gian. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả đều là tội nhân. Chúng ta thấy ở trong Roma chương 3 câu 23, Kinh Thánh cho chúng ta biết là: vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người, và tất cả 10 người này linh hồn bị án phạt chết trong tội lỗi. Bởi vì sao? Bởi vì trong Roma chương 6 câu 23, Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết điều này: vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Tức là cái giá trả cho tội lỗi là sự chết. Nếu không có ân điển của Đấng Christ thì họ không có hy vọng gì cả.
và linh hồn của họ không được cứu rỗi. Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng Kinh Thánh cho chúng ta biết là Ephesians chương 2 câu 8: và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, đó là sự ban cho, không phải là tự nhiên mà nó đến, mà sự ban cho. Nếu chúng ta không nhận, chúng ta không bóng lấy thì chúng ta không có. Đó là bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Bệnh phung, bệnh phung là một cái bệnh không thuốc, không có thuốc nào mà trị lành được. Bởi vì chúng ta thấy ở trong Lê Vi Ký, không phải thời lúc đó, mà trong Lê Vi Ký chương 13 câu 3 có ghi như thế này: thầy tế lễ sẽ khám vết ở trên da thân người, cái thân người đó, nếu mà cái lông vít đó đã trở thành trắng, và nếu vít đó lõm sâu hơn da thịt mình, ấy là vít phung. Thầy tế lễ khám rồi sẽ định người này là ô uế. Thì tương tự như vậy, tội lỗi con người cũng như bệnh phung nan y, nó khắn sâu vào linh hồn của con người. Trong Roma chương 3 câu 23 ghi như thế này: vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đây là một cái thảm cho họ. Họ vừa bệnh phung, và trong chính họ thuộc linh cũng là một cái bệnh hư mất, chết mất, linh hồn chết mất. Kế đến là bệnh phung là một cái bệnh hay lây, và nó lan ra khắp người thật nhanh. Trong Lê Vi Ký chương 13 câu 44 đến câu 45 cho chúng ta biết điều này: người này nó bệnh phung thì thầy tế lễ sẽ tịnh cái người đó là ô uế, vít cái người ở nơi đầu và ở trên đầu, vả cái người mà bị phung đó, rồi phải xé quần áo, đầu thì trần, che râu lại, và la rằng ô uế mỗi khi mà họ đi đến gần, mà hay là cái người nào mà tình cờ đến gần họ mà không biết thì họ phải la lên. Tại vì để có giữ sự cách biệt. Đó là tại sao mà họ đứng ở đằng xa, khi thấy Chúa thì đứng đằng xa xa mà kêu chứ không dám đến gần. Đó là cái luật định. Đó là lý do 10 người phung này tìm đến đón Ngài, và biết vì biết Chúa có cái quyền chữa lành cho họ, Chúa có quyền phép. Cái lý do thứ hai là đứng xa xa, như tôi vừa đề cập quý vị, vì tuân theo luật định của thời bấy giờ, luật của người Do Thái cho người bệnh. Vì đây là bệnh hay lây, làm ô uế đến người khác. Ở trong Lê Vi Ký chương 13 câu 46 giờ có ghi như thế này: trọn lúc nào người có vết thì sẽ bị ô uế, phải ở ngoài trại quân, tức là họ không được ở trong gia đình, họ bị tách ra, họ bị đuổi ra khỏi một cái gia đình của họ. Và chúng ta thấy là tội lỗi cũng như cái bệnh phung này cũng làm ô uế lên hồn con người. Quý vị còn biết cái câu chuyện A-can không? Ở trong Giô-suê chương 7, A-can là một cái người lính ở trong trận chiến đánh ở Jericho. Đức Chúa Trời nói với dân Israel là khi mà cái thành Jericho mà nó sập rồi đó, cái gì cũng bỏ, cái gì cũng đốt hết, chỉ có lấy là vàng đồng với đồ sắt đó để dùng lại, bỏ vào kho quân để dùng cái công việc đó. Nhưng mà ở đây có một cái người, một anh lính tên là A-can. Quý vị đọc ở trong Giô-suê chương 7 thì sẽ biết. Thì anh này ảnh đi lấy một cái áo choàng, ông lấy một cái thỏi vàng giá 200 đơn nhiên và một gói bạc khoảng giá 200 đơn nhiên và một gói vàng khoảng cái cục vàng, một nén vàng giá khoảng chừng 50 đơn nhiên. Anh lấy cái điều đó và anh đem về, anh giấu đem về. Rồi khi đoàn quân của Giô-suê đi đánh một cái thành gần đó nữa tên là thành A-hi, thì khi ông cái đoàn quân đến đó, thì trong cái đoàn cái thành A-hi này không bao nhiêu người đó, cho nên ông Giô-suê nói thôi thì gửi ba ngàn người lính mạnh mẽ đến đó lấy cái thành được rồi, tại cái thành nó nhỏ mà. Nhưng mà khi họ đến thì họ đánh thì họ thất trận cách thê thảm, và họ lui quân về thì ông chạy tán loạn hết. Ông Giô-suê khóc với Chúa, ông biết là có cái chuyện gì không đúng rồi. Thì sau đó thì Chúa cho ông biết, thì hóa ra thì anh A-can này, ảnh như ảnh lấy cái áo choàng, anh lấy một số bạc là giá 200 đơn nhiên và một cái nén vàng 50 đơn nhiên. Một người làm sai, Đức Chúa Trời nói trước, một người làm sai thì cả một cái đoàn quân đều phải chịu cái lỗi và bị thất trận. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy ở đây chỉ bởi một cá nhân A-can phạm tội ăn cắp, phạm điều Chúa răng cấm, Chúa phạt cả đoàn quân tinh nhuệ phải mang họa. Tiếp theo là trong Lê Vi Ký chương 13 câu 52 có dạy về cái cách ngăn chặn cái bệnh phung. Đó là một cách cái người bệnh khỏi cái thế giới, nghĩa là bị cách biệt, nghĩa là cách ly ra khỏi một cái thế giới của, riêng tư của họ, để thế giới của những người tinh sạch đoạn giao với người bệnh. Và chúng ta thấy như thế này, Ê-sai 59 câu 2: những sự ấy là những sự gian ác của người làm xa cách mình, tức là khi một người mà làm gian ác điều gì thì xa cách với Đức Chúa Trời, và tội lỗi người đã che khuất mặt của Ngài đến nỗi Ngài không nghe người nữa. Cho nên chúng ta thấy cái người phung, cái người bệnh phung này
đứng xa xa mà cầu xin Chúa thôi. Cầu xin Chúa thôi. Cái điểm cuối ở đây chúng ta thấy là tất cả linh hồn và tội lỗi thì đi vào cái chỗ là âm phủ. Bởi vì trong Thi Thiên chương 9 câu 17 có ghi Kinh Thánh cho chúng ta biết là kẻ ác sẽ bị xô xuống âm phủ. Và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy. Tức xa cách Đức Chúa Trời. Tội lỗi là xa cách Đức Chúa Trời. Không còn quyền nữa. Một người mà bị phạm tội rồi, có tội trong người rồi thì không còn cái quyền, mất cái quyền của mình rồi. Và cái điểm thứ hai, đó là lý do sao tại sao mà họ kêu cầu. Họ kêu cầu chứ không có phải là kêu ca hay là phàn nàn. Bởi vì chúng ta để ý là kêu cầu hay nài xin nó khác với phàn nàn. Cái người phàn nàn là bởi vì nghĩ sao mình có cái quyền. Còn cái người kêu cầu, cái người nài xin nó nói là con không có cái quyền gì hết, con chỉ xin cái sự thương xót của Chúa thôi. Chúa thương con thì con nhận, Chúa thương nhiều thì con cảm ơn, con cảm tạ Chúa càng hơn. Chỉ có vậy thôi chứ không có phàn nàn được. Bởi vì sao? Mình là cái người lỗi cho nên không có phàn nàn. Họ kêu cầu Chúa, họ nài xin Chúa. Vì sao? Vì đã nghe danh Chúa quyền phép và biết chắc rằng Chúa là người có thể chữa lành cho mình. Và nên nhớ Chúa Giê-xu là một nhân vật lịch sử. Tại sao gọi là nhân vật lịch sử thưa quý vị? Nhân vật có nhiều người, chúng ta thấy có nhiều người họ dựng đứng là một cái character, tức là dựng đứng là một câu chuyện, rồi họ đặt cái tên đó. Rồi có nhiều người sẽ tin nó, tưởng là thần thánh. Không phải. Đức Chúa Giê-xu là nhân vật lịch sử. Rõ ràng không có phải là một nhân vật tưởng tượng mà đặt ra rồi thêm bớt vào đó. Ngài là 100, là một con người có 100% thần tánh và có 100% là nhân tánh như con người chúng ta. Và Ngài chẳng hề phạm tội, là dù là Ngài sống trong thân xác như con người chúng ta. Ngài không tì, Ngài không vết, Ngài là người thật và làm những việc rất thật. Bởi vậy cho nên tôi khuyên quý vị, nếu quý vị được á, cố gắng đọc Kinh Thánh. Đọc Kinh Thánh càng nhiều để chi? Để biết để con người thật của Đấng Christ và biết được Kinh Thánh nói cho chúng ta biết về Đấng Christ như thế nào. Ngài là Đấng quyền năng hơn ai hết, như sứ đồ Giăng biết ở trong trong sách Giăng chương 20 câu 30. Không biết ngài Đức Chúa Giêsu đã làm trước mọi môn đồ, trước mặt mọi môn đồ của Ngài nhiều phép lạ khác nữa. Chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh có ghi từng có người nói thì kém thì có 35 cái phép lạ đó của Đức Chúa Giêsu làm. Nhưng mà ông Giăng nói không phải chỉ có nhiêu đó đâu, nhiều lắm, không làm sao biết được hết đó. Mà không sách, nghĩa là không chép ở trong cái sách này. Khi mà ông viết cái cuốn sách này, ông viết lại cái phúc âm theo Giăng thì ông nói không có ghi lại hết. Luca rồi Mark rồi Matthew rồi nhiều lắm, không có ghi lại hết được, không ghi lại hết được. Việc làm của Chúa là để gì? Giúp con người trong thế gian không khổ biết tìm đến Ngài, cầu sự giúp đỡ. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh nhiều thì chúng ta sẽ biết rõ về Chúa Giêsu. Ngài là cái người thật và thật ngoại hạng để chúng ta chiêm ngưỡng thần phục, như cái việc chữa lành ở trong Ma-thi-ơ chương 9 câu 20. Có cái câu chuyện của người đàn bà mất là bị bệnh, mắc bệnh mất huyết đã 12 năm. Và trong Ma-thi-ơ chương 9 câu 18 là cứu sống con gái già luôn. Ngài có quyền năng, Ngài làm được nhiều quyền năng lắm. Rồi đuổi quỷ, chữa người mù, nghĩa là từ khi mà mù từ khi mới sinh ra, hóa bánh cho 5.000 người ăn, rồi sau đó lại hóa bánh cho 4.000 người ăn. Chữa người mù ở thành Jericho, như có ghi trong Mác chương 10 câu 46. Ngài quyền năng, Ngài có phép. Và như Giăng nói, sách thế gian không làm sao chép hết các việc Ngài làm. Cho nên nhiều khi Kinh Thánh chúng ta nói, chỉ có Chúa có làm có 35 phép lạ. Đức Chúa Trời làm nhiều lắm. Bài 10 người phú này như tội nhân nài xin sự cứu rỗi, Ngài nài xin sự thương xót của Chúa. Họ hạ mình xuống nài xin hơn là cùng một lòng thách đố với Chúa Giêsu. Vì chúng ta thấy có những người khác, ví dụ như người Pharisee, Tim hay là Đảng hay Rốt, đi theo Chúa, tìm mọi cách để mà làm khó Chúa. Và chúng ta thấy ở trong như thế này, vì họ biết Ngài là cái Đấng có quyền lực và có quyền năng để làm sạch bệnh tật của họ. Trong câu vụ các sứ đồ chương 4 câu 2 định như thế này: chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Ngài là Đấng duy nhất, không có ai, có một không ai, không có cái hàng thứ hai. Đừng bao giờ so sánh Chúa rồi có người thứ nhì không. Chúa duy nhất chỉ là có một thôi, có một không ai, one and only. Chẳng có sự cứu rỗi ở trong Đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Ngài là Đấng duy nhất. Bởi vì công vụ các sứ đồ chương 16 câu 31 là: hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi đều được cứu. Một người được cứu sẽ hy vọng ảnh hưởng đến những người khác được cứu. Và Ngài luôn luôn mời gọi và ban cho. Chúng ta thấy ở trong Ma-thi-ơ chương 11 câu 28: hỡi những kẻ mệt mỏi, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Khi mà quý vị gặp cái điều gì mà nặng nề, chạy đến với Chúa, thương với Chúa, cầu với Chúa, nài xin với Chúa.
Chúa sẽ cất cái nặng cho quý vị. Đó là một cái kinh nghiệm của chúng tôi. Và câu hỏi của cho tôi, của tôi cho quý ông bà chị em là có bao giờ quý vị kêu cầu Chúa Giêsu không? Bởi vì sao? Bởi vì cái người mà hết lòng kêu cầu Chúa sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Người kêu cầu Chúa mới thấy được quyền năng của Chúa. Không kêu cầu Chúa không thấy được quyền năng của Chúa. Tôi nói thật. Nào bây giờ chúng ta đi nói đến cái điểm thứ hai ở đây. Nói về cái lòng thương xót bao la. Chúa không nợ bất kỳ người. Nhưng chúng ta nói về lòng thương xót. Ở trong câu 14, trong câu 14, khi Ngài thấy họ, liền phán rằng, hãy đi, tọa mình cùng thầy tế lễ. Họ đương đi thì phung lành hết thầy. Ơn cứu rỗi bắt đầu bởi lòng thương xót của Chúa. Thật như vậy. Và ở đây có ba điểm mà chúng ta cần lưu ý đến trong câu kinh văn ngắn gọn này. Câu ngắn câu 14 nhưng mà có ba điểm. Thứ nhất là nhận thức của Ngài. Ngài nhận biết Đấng Christ là Đấng mưu luận không ngoan. Ngài nhận biết mọi sự. Theo luật của luật Do Thái thời bấy giờ thì 10 người phun này không có xứng đáng nhận bất cứ đặc ân nào cả. Tất cả 10 người phun đã mang cái căn bệnh nan y này thì chỉ còn chờ chết mà thôi. Chúa Giêsu cũng chẳng nợ họ điều gì cả. Chúa chẳng nợ họ điều gì cả. Nhưng khi họ gặp Ngài, họ đã gặp ân điển lạ lùng, họ gặp sự thương xót, cái lòng thương xót bao la của Chúa. Gặp gỡ Chúa Giêsu là một phước lành kỳ diệu, thưa quý vị và anh chị em. Cho ai biết tìm cầu Ngài? Cho ai biết tìm cầu Ngài? Chúa nhìn thấy rõ nhu cầu của họ và hiểu thấu linh hồn họ hơn là tình trạng bên ngoài của họ. Ngài thấy những nhu cầu sâu xa nhất bên trong tâm linh của họ, tâm thuộc diện tâm linh của họ. Ngài muốn làm nhiều hơn là chữa lành cơ thể của họ. Nhiều người nghĩ rằng họ cần tiền, họ cần sức khỏe, điều này hay điều kia vân vân. Nhưng Chúa Giêsu biết điều họ cần thiết hơn hết, đó là cần sự cứu rỗi. Linh hồn họ cần được cứu. Tương tự, Chúa cũng nhìn thấy rõ mỗi con người của chúng ta. Con người chỉ thấy bề ngoài, nhưng Chúa thấy tận trong lòng. Không ai giấu được Ngài điều chi. Trong cái ngày chung kết đó, thì mọi người phải trả lời về cái việc mà mình phải làm hay cái lời nói của mình trước mặt Ngài. Và có nhiều người cũng trông thấy. Thì chúng ta hãy nhìn xem ở trong Hebrew chương 4 câu 13 định cho chúng ta rõ điều này. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa. Không có vật gì, không có điều gì mà giấu kín trước mặt Chúa hết. Nhưng thải điều trần trụi và lộ ra trước mặt Đấng mà chúng ta phải thưa lại. Tức là không có cái gì giấu cả. Chúa nhìn thấy cái tâm trạng và nhìn thấy cái sâu thẳm ở trong lòng của 10 người phun này. Và câu hỏi của tôi đặt cho quý ông bà chị em là khi Chúa nhìn chúng ta, nhìn quý vị ông bà chị em thì Ngài thấy gì? Có phải là người đã nhận được ơn cứu rỗi chưa hay là chưa nhận được ơn cứu rỗi? Cái điểm thứ hai ở đây về nói về tình thương bao la của Chúa thì đó là cái chương trình của Ngài. Ngài có chương trình. Ngài có chương trình. Chúng ta thấy rằng là Ngài dự phòng cho 10 người bệnh phun này một cách tận tình. Ngài dạy họ là phải đến thầy tế lễ luật định. Tại vì ông thầy tế lễ là ông sẽ xét coi ông này mà đã hết bệnh rồi thì hồi đó rồi sao thấy mà bệnh mà coi kinh khủng quá. Mà bây giờ thì đã hết rồi thì thôi hết rồi, trở về gia đình, nhập lại vào gia đình. Cho nên ở đây là xét nghiệm và định được để cho nhận họ trở vào thành, sống lại với gia đình. Họ không còn ô uế nữa mà không còn cách biệt nữa. Ngài chu đáo nhìn thấy trước cho họ. Chúa chu đáo, Chúa nhìn thấy trước cho họ. Chương trình của Ngài chuẩn bị cho con người tội lỗi hư mất cũng rất là chi tiết. Bởi vì sao? Cách của Đức Chúa Trời hơn hẳn và vượt khỏi sự hiểu biết của con người. Ngài chu toàn với chúng ta. Vậy thì hãy làm theo cái đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy như thế này. Chúng ta thấy con người vẫn vẫy vùng. Có nhiều người vẫn còn vẫy vùng tìm mọi cách để có sự sống đời đời. Nhưng chẳng ai sống lâu hơn khi chết. Và cũng chẳng có ai có thể làm cho kẻ chết sống lại. Duy chỉ có Chúa Giêsu. Ngài là Đấng dựng nên con người và vũ trụ. Chẳng ai được như Ngài. Ngài làm được mọi sự là Đức Chúa Trời quyền. Duy trong Chúa Giêsu, con người mới nhận thấy được sự nhận lại được sự sống và được sự sống đời đời trong đời sau. Không ai có quyền năng ban sự sống này. Công phu thì chỉ giới hạn trong thân xác con người thôi. Sinh lão bệnh tử rồi từ phần xác còn phần hồn thì sao? Không ai nghĩ đến, ít người nghĩ đến. Thì Chúa Giêsu thật chu đáo là Đức Chúa Giêsu đáp rằng ta là đường đi, là lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai đến công cha. Đức Chúa Giêsu là đường lối duy nhất thôi, không còn cách nào khác. Chúa là đạo, vì Ngài là đường đi, ai có ở trong Ngài thì người đó là sống, là đạt được đạo. Có nhiều người đi tìm đạo rồi phải đạo này không,
đạo là ai? Bởi vì Chúa rõ ràng đường đi là gì? Đường đi là đạo, là con đường, là đạo, là cách, là cái hướng, cái chỗ để mình đi, là đạo đó. Chúa Giêsu là đạo, chính Ngài nói ta là Ngài là đạo, thì có Chúa Giêsu là có đạo rồi. Theo Chúa Giêsu, ở trong Giêsu, thuộc về Chúa Giêsu, sống theo Chúa Giêsu, theo cái cách Chúa Giêsu là Ngài là đạo, thì chúng ta đã có đạo. Và ai ở trong Ngài thì đời sống là có Chúa Giêsu là đạt đạo rồi. Và sự sống ở, chúng ta thấy ở trong Thư Tịnh Giăng chương 5 câu 12 khẳng định cho chúng ta điều này: ai có Đức Chúa gì Chúa Con thì có sự sống, ai không có Đức Chúa Con thì không có sự sống. Có đạo thì để tìm gì để có sự sống đời đời? Mà ở đây rõ ràng trong văn đó là ai, chính Ngài phả phán là ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Đức Chúa Con thì không có sự sống. Rõ ràng như vậy. Và kế hoạch của Chúa Giêsu là cho bất kỳ ai, bất cứ ai đầu phục Ngài và kêu cầu Ngài thì sao? Thì được sự cứu rỗi, được sự sống. Ngài là đường đi, Ngài là đạo. Nào, câu hỏi của tôi cho quý vị ông bà là quý vị đã làm điều đó chưa? Tôi chắc có rồi, để nhận được sự cứu rỗi. Thì ông bà chị em ơi, nếu người nào chưa được nhận được sự cứu rỗi, tiếp nhận Chúa Giêsu Christ là Chúa và cứu Chúa của đời mình, thì là đã đạt được đạo rồi đó. Cái điểm thứ ba nói về tình thương bao la của Đấng Christ là quyền năng của Chúa, quyền năng của Ngài. Chúa chỉ phán một lời nói thôi, quý vị thấy không? Chúa chỉ phán lời nói thôi, chỉ phán một lời nói thôi thì cái người đó được lành. Trong sách chung chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký, khi Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ chỉ qua lời phán thôi. Quý vị đọc lại chương 1, Chúa chỉ phán thôi, Chúa chỉ nói thôi, chứ không có làm gì cả, chỉ phán thôi, chỉ nói thôi. Rồi thì sao? Thì vũ trụ được có, theo mọi vật đều dựng nên cách tốt lành, theo ý của Ngài qua lời Ngài phán. Ngài không có phải như giống nhiều khi chúng ta phải làm một cái gì đó dựng lên thì chúng ta phải xây, phải đắm làm không, mà chỉ phán quyền năng như vậy đó. Và 10 người phun này cũng như tội lỗi mọi người khác ở trong thế gian này cần được chữa lành và cần sự cứu rỗi. Và Chúa có phán hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, họ đường đi thì sao? Thì phun lành hết thảy. Chúa chỉ phán thôi, Chúa không nói gì. Có những nơi khác thì Chúa cũng rờ lên, hay là Chúa nắm tay, hay là Chúa thoa mát rồi vân vân như vậy. Nhưng mà ở đây Chúa chỉ phán rồi, hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, họ đường đi thì phun lành hết. Và chúng ta gặp, thưa ông bà chị em, gặp gỡ Chúa Giêsu thì Ngài thay đổi mọi điều. Gặp gỡ Chúa Giêsu Ngài thay đổi mọi điều, Ngài làm mới lại kẻ ở trong Ngài. Và nên cái người mà chưa thay đổi, vẫn còn theo suy nghĩ xưa cũ, có nghĩa là cái người đó chưa có được hoàn toàn làm, nghĩa là để Chúa làm chủ cái đời sống mình. Chúng ta hãy xem ở trong Thư Tín Côrintô thứ 2 chương 5 câu 17: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Cho nên cái người mà gặp gỡ Chúa Giêsu thật sự rồi, quý vị, người đó thay đổi, người đó phải thay đổi. Vì gặp gỡ Chúa Giêsu Ngài thay đổi mọi điều, tiếp nhận Ngài rồi thật sự Ngài ở trong quý vị, Ngài thay đổi quý vị. Mà thay đổi không phải là thay đổi xấu, mà thay đổi tốt hơn. Tại vì có sự thay đổi thì nó có hai cái chiều quý vị. Nhiều khi nó đi ngược như vậy, mà nhiều khi nó đi gặp. Mà đi với Chúa là tốt hơn. Đi với Chúa là tốt hơn, Ngài thay đổi tốt hơn. Bây giờ chúng ta đã hiểu được cái tình thương bao la của Chúa rồi, hiểu Chúa có cái quyền rồi, bây giờ chúng ta nói đến cái người biến đổi biết ơn. Cái người biến đổi biết ơn, dành số 3. Người biến đổi biết ơn, a thankful convert. Trong cái câu 15, câu 19, trong câu 15, câu 19 có ghi như thế này: có một người trong bọn họ thấy mình được sạch, bèn trở lại lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời và đến sấp mặt xuống đất dưới chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Mà người đó là gì? Người đó là người Samari. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng rằng: không phải 10 người đều được sạch cả sao? Bởi vì Chúa biết 10 người được sạch mà, Chúa phán cái điều đó, Chúa biết điều đó. Còn 9 người kia đâu? Nghe buồn chưa? 9 người kia đâu? Mà những người đó là những người Do Thái trong cái vùng mà gần Jerusalem, trên cái đường mà Chúa đi từ Samaria đi xuống Jerusalem, đi lên chứ đi lên thành Jerusalem. Tức là phía Bắc, nhưng mà đi về phía Nam, nhưng mà đi lên. Tại vì tôn trọng là Jerusalem là thành cao, thành lớn, Sion là cao lớn. Và chúng ta thấy nè, còn 9 người kia đâu? Chỉ có một người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời. Thì có ở đây, thưa quý vị, cái điểm thứ nhất là như này. Chúng ta thấy là cái sự nhận biết của người được cứu, tôi nói không phải nói là người được lành, mà người được cứu. Người được cứu thì 10 người đều được cứu chứ, phải không? Đúng không? 10 người đều được lành hết chứ đâu phải chỉ có một cái người này đâu. Mà ở đây tôi nói là người được cứu, 10 người được lành nhưng chỉ có một người trở lại cảm tạ ân điển Chúa Giêsu ban cho. Và hai điều mà người phụ này nhận ra là: thứ nhất là được chữa lành, ông thấy ông được chữa lành, cái thân xác của ông được chữa lành.
và cái thứ hai là không cần phải đi đến gặp thầy tế lễ theo luật định của người Do Thái. Tại ông này có vẻ là ở không có theo người Do Thái, ông không có trở lại gặp ông thầy tế lễ, ông cũng có phải trình cho ông thầy tế lễ theo luật định của người Do Thái. Vì người này được cứu là một người Samari, luật pháp không có buộc người Samari này, và người này đã trở lại và cảm ơn Chúa vì những gì Ngài đã làm cho mình. Và chính người được lành kia vâng phục theo luật pháp con người. Chỉ riêng có người đàn ông này biết rằng mình đã gặp ân điển thì tìm kiếm Chúa, và linh hồn người này nhận được cứu rỗi. Bởi vì sao? Một điều hệ trọng trong hơn hết là ân điển của Chúa, và người Samari này đã thực hiện một bước quan trọng. Đó là gì? Là đức tin vào Chúa. Như trong Giăng chương 9 câu 38 có ghi rằng: người thưa rằng lại Chúa, tôi tin, bèn sắp mình xuống trước mặt Ngài. Người Samari này đã được chữa lành phần thuộc thể nhưng cũng được lành thuộc linh, vì linh hồn nhận được sự sống đời đời. Câu hỏi lại đặt ra nữa là các bạn, quý ông bà chị em có tin Chúa để linh hồn của mình được cứu chưa? Có tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa và cứu Chúa của đời mình để được sự cứu rỗi hay không? Và cái điểm thứ hai ở đây, chúng ta nói đến cái đáp ứng của người cứu. Đáp ứng. Tại sao chúng ta nói là cái người này được cứu? Đây, cái người được Chúa Giêsu Christ chữa lành có thể quên lòng thương xót của Chúa, bởi vì chính người kia cũng được lành chứ mà, cũng được lành đó. Nhưng mà họ quên cái sự thương xót của Chúa, và cũng có thể quên các việc lành Ngài đã làm cho họ. Nhưng cái người mà tin Chúa, kinh nghiệm được sự cứu rỗi của Ngài ban cho, thì chắc chắn người đó phải có đức tin và không thể quên ân huệ của Chúa. Điều đó là điều khẳng định. Và luôn luôn bày tỏ cái lòng biết ơn của mình với Chúa. Cái người tin Chúa, cái người nhận được ơn cứu rỗi thì bày tỏ lòng biết ơn mình. Và nó có nhiều cách lắm, không phải là một có chỉ có một vài điều mà tôi thưa quý vị, đã có nhiều cách lắm. Nhưng mà tôi đơn cử đưa nói đến quý vị ba điểm như thế này. Cái người thứ nhất là cái người thờ lại Chúa, tôn vinh Chúa, thờ phượng Chúa. Bởi vì chúng ta thấy trong câu 16 là cái người đó lại đến sắp mặt xuống đất nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài, và người đó là người Samari. Và lại sao? Ngài lại phán rằng: đứng dậy đi, đức tin người đã cứu người. Mười người thì người nào cũng lành hết á. Nhưng mà Chúa không nói đến tính chính người kia được cứu, mà chỉ nói là đức tin người. Khi mà chúng ta đề cập đến chữ đức tin ở đây đó, thì quý vị còn nhớ trong Ephesos không? Chương 2 không? Câu 8 không? Nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Thì cái đức tin đó cũng là cái chỗ đức tin này, cái then chốt tại chỗ đây. Cái người này được cứu bằng chứng lòng biết ơn của người có đức tin. Thứ nhất là thờ phượng Chúa. Ở trong Luca chương 17 câu 17-18 này thì Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng: không phải 10 người đều trở sạch cao, còn 9 người kia đâu? Chỉ có một người ngoại quốc này trở lại khen Đức Chúa Trời. Ông trở lại, ông thờ phượng Chúa, tôn vinh Chúa. Điều mà chúng ta học ở trong câu 17-18 là Chúa chữa lành cho cả 10 người và đã từng cầu xin Ngài. Họ đã từng cầu xin Ngài với cái lòng tin cậy thành khẩn, nhưng chỉ có một người biết ơn Ngài. Hỏi là còn chính người kia đâu? Chúa muốn nói câu này với ai thưa quý bà chị em? Chúa muốn nhắc chúng ta về lòng biết ơn. Vì chính người đó được sạch, chữa sạch phun rồi mà không có mặt tại đó. Có lẽ chính người kia đã quên rằng họ đã từng kêu cầu Chúa thương xót, quên rồi, không còn nhớ nữa. Nhưng mà thưa quý bà chị em, chúng ta thấy 10 người phun này được sạch, nhưng chỉ có một người có đức tin nơi Chúa thôi. Và cái người được cứu nhớ đến ơn Chúa và thờ lại Ngài một cách hết lòng. Thật sự bao nhiêu phần trăm chúng ta được cứu và thật sự có lòng biết ơn, và bao nhiêu phần trăm chúng ta biết tỏ lòng biết ơn qua hành động? Chính người phun quên ngay cái nan đề và cũng không có còn nhớ đến ơn phước của Chúa ban nữa. Họ cũng không có quay lại để tạ ơn tôn vinh Ngài, dù chỉ là một người. Nào, như vậy bằng chứng đầu tiên của một lòng biết ơn Chúa là ca ngợi Chúa, tôn vinh Chúa, thờ phượng Chúa với một tâm thần và lẽ thật. Và đây là cái cách để bày tỏ lòng biết ơn Ngài. Người Samari được chữa lành tiếp tục ca ngợi Chúa. Vì sao? Vì Chúa Giêsu xứng đáng để chúng ta tạ ơn Ngài và chúng ta ca ngợi Ngài, và chúng ta cần phải dành thời gian để cảm tạ ơn điển của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều khi chúng ta hạn hẹp với nó là trong tháng 11 thôi. Chúng ta đừng giới hạn ở đó, đừng giới hạn ở đó. Hãy dùng thơ thánh, bài ca mới mà cảm tạ Ngài. Hãy cảm tạ từ hành lang của Ngài mà vào. Hebrew chương 13 câu 15 ghi rõ cho chúng ta như sao vậy? Vậy thì hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dân tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời. Dùng môi miệng mình, chúng ta ca hát tôn vinh Chúa như vậy hát. Khi chúng ta làm đó, chúng ta chuẩn bị nó thật là tốt.
đó là của lễ dâng lên Chúa, đó là cái lời ngợi khen của chúng ta, chuẩn bị tốt với lòng thành kính, với tâm thần, với lẽ thật thờ phượng Chúa. Tôi có nghe câu chuyện mà khi chúng tôi còn đi học thì ông thầy ông nói là có một cái hội thánh người Korea ông nói chỉ là người Korea, và cái hội thánh thì cũng đông người lắm, cho nên họ phải chia ra nhiều cái nhóm bằng nghi lễ, bằng nghi lễ hai ba nhóm, và họ những cái nhóm ca đó họ cứ mỗi một tháng thì họ mỗi người thay phiên nhau để làm. Và có một cái nhóm có một người trưởng ở trong cái nhóm yêu mến Chúa, và trong cái giờ trong cái giờ ca hát thờ phượng xong rồi cái chị té, chị ngã xuống dưới trên cái sàn vậy thì hết phải khiêng xuống dưới. Thì hỏi sao thì chỉ cuối cùng thì chỉ làm chứng là nói tôi kiêng ăn, tôi dốc lòng kiêng ăn để chi, để tôi chuẩn bị một cái bài hát thật tốt cho cái bàn hát của chúng tôi thật tốt để tôn vinh ca ngợi Ngài, kiêng ăn mà không có nói ai hết. Cho nên mà khi chị ngã những đụng thì người ta hỏi. Cho nên quý vị, khi mà một của lễ chúng ta phải chuẩn bị tốt để chi, bởi vì đó là của lễ chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời quyền năng vinh hiển của chúng ta mà chúng ta không chuẩn bị sao. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy này, người Samari này tiếp tục chữa, nghĩa là tiếp tục ca ngợi, được chữa lành thì ca ngợi Chúa, được cứu thì ca ngợi Chúa. Chúa xứng đáng để chúng ta tạ ơn Ngài, hay dùng thơ thánh mà thưa để dùng để nói lên lời cảm tạ. Cảm tạ từ hành lang của nhà Chúa đi vào. Bởi vì sao? Bởi bước vào trong từ bên ngoài mà đi vào. Nhưng người Samari này được xưng công bình, lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời, không phải nhỏ tiếng hay rụt rè im lặng, nhưng mà hết lòng thành kính, ông sắp mình xuống đất. Nhưng tôn cái lời ngợi khen, Thi Thiên 32:11 diễn đạt cái tâm tình của một người có Chúa. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va. Các ngươi có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng. Đến với Chúa như vậy, thờ phượng Chúa là như vậy, ca ngợi Chúa là như vậy. Thì Chúa là Đấng Thánh và Ngài hiện hữu trong những lời khen ngợi của con dân Ngài. Quý vị đọc ở trong Thi Thiên 22 câu 3, Chúa hiện diện trong Chúa hiện diện trong sự ngợi khen. Bởi vì sao? Còn Chúa là Thánh, Ngài là Đấng ngự giữa sự ngợi khen của Israel. Khi chúng ta ngợi khen, chúng ta cần cất cái tiếng hát của chúng ta lên, thì quý vị nên nhớ Chúa đang hiện diện nhìn xem chúng ta. Câu hỏi cho quý vị và chị em và các bạn là như thế này: quý vị có niềm vui mừng của cái người được cứu chưa? Vậy thì hết lòng, hết sức, hết trí khôn mà thờ phượng Ngài trong lẽ thật, tâm thần và lẽ thật. Bây giờ chúng ta đi đến cái người thứ hai. Tôi muốn đơn cử một cái câu chuyện nữa đến người thứ hai. Cái người thứ hai là cái người bước theo Chúa ở trong Luca. Có ghi ở trong sách Luca, Phúc Âm theo Luca, chương 18 câu 35 câu 43. Thưa quý anh chị em, bằng chứng của một lòng biết ơn là bằng chứng của người tin Chúa. Cái người tin Chúa rồi thì mới biết bày tỏ lòng biết ơn. Người chưa tin Chúa, tôi nghĩ có nhiều khi không chưa tin Chúa trọn vẹn, hay là chưa tin tiếp nhận Chúa Giêsu Christ thì không biết là cái lòng biết ơn Chúa là như thế nào. Bởi vì đây là câu chuyện mà Chúa Giêsu chữa lành cho một người mù ở thành Jericho. Câu 35 câu 43 tôi ngắn gọn một chút xíu. Đức Chúa Giêsu đến gần Jericho thì có một người đuôi ngồi xin ở bên đường. Ngài nghe một cái đoàn dân đi qua, bèn hỏi việc gì đó. Người ta trả lời là: ấy là Chúa Giêsu người Nazareth đi qua. Thì cái người đuôi bèn kêu lên rằng, người đuôi nhưng mà không có điếc nha, họ người này biết về Chúa Giêsu, có nghe đồn về danh của Chúa Giêsu, đã biết cái người này. Người đuôi bèn kêu lên rằng: lại Giêsu, con của David, xin thương xót tôi cùng những kẻ đi trước này. Rồi người đó đến đi xong, cái người đó sao? Người đó càng kêu lớn hơn nữa: lại con vua David, xin thương xót tôi cùng. Tức là ông đã nghe về quyền năng của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu dừng lại truyền, đem cái người đó đến, thì cái người đuôi đó lại gần, thì Chúa hỏi rằng: ngươi muốn ta làm gì cho? Thì thưa rằng: lại Chúa, xin cho tôi được sáng mắt. Ông xin gì hết? Ông ở bên đường có lẽ là ông sống vất vượng, có nhiều người giúp đỡ ông nhiều cách, nhưng mà ông nói cho tôi không cần gì, tôi chỉ xin được sáng mắt lại thôi. Chúa Giêsu bèn phán rằng: hãy sáng mắt lại. Chứ không làm gì, chỉ phán một lời thôi. Sáng mắt lại thì đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi. Quý vị thấy không? Chúa nhắc đến cái chữ đức tin. Đức tin. Chúa nói là đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi. Nào, tức là sao? Tức là chữa lành không phải là chữa lành cái con mắt không, mà còn chữa lành thuộc linh của ông. Tức thì người đó sáng mắt đi theo Đức Chúa Giêsu, ngợi khen Đức Chúa Trời. Rồi hết thảy dân chúng thấy vậy đều ngợi khen Đức Chúa Trời. Một lần nữa chúng ta thấy trong Luca chương 18 câu 22 chúng ta học được một điều như thế này. Cái người mù này được chữa lành, mắt của người mù được sáng bởi cớ đức tin của mình, và linh hồn của người này cũng được sự cứu rỗi. Bởi vì chúng ta thấy ở trong Ê-phê-sô chương 2 câu 8,
nói đến cái chữ đó, khi nói đến chữ đức tin là ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nhiều người thì làm công phu, làm đủ cách hết, để sao? Để có nhận được cái ân điển đó. Nhưng mà cái ân điển nó đến bởi đức tin. Mà đó là để chi? Để được cứu. Muốn được cứu thì ân điển đó nhờ được bởi có cái đức tin thôi, chứ không còn cách nào khác đó. Cách khác nó làm rất khó mà cũng không đạt được kết quả. Bởi vậy tương tự như vậy, chúng ta được cứu rỗi bởi đức tin của mình. Quyền năng của Chúa chữa lành cho bất kỳ ai có lòng tin nơi Ngài. Và trong Luca chương 18 câu 43, điều mà chúng ta học được nơi cái người mù được chữa lành là gì? Là đi theo Đức Chúa Giêsu, ngợi khen Đức Chúa Trời. Ông bày tỏ qua cái hành động, chứ không phải chỉ có lời nói, không là đi theo Đức Chúa Giêsu, mà ông còn nói là ông ca ngợi rồi ngợi khen Đức Chúa Trời, rồi ông đi theo Chúa. Tương tự khi mà mắt thuộc linh của tín nhân chúng ta được sáng lại, thì chắc chắn chúng ta nhìn thấy được sự vinh hiển của Chúa và ngợi khen Ngài. Và trong Ê-phê-sô chương 5 câu 8 có ghi nhảy vả lúc trước anh em còn đương tối tăm. Ngày xưa chúng ta chưa biết Chúa thiệt tối tăm lắm á. Ai nói còn ngu muội nữa, mà ai nói tới thì giận lắm, không chịu. Nhưng mà thật như vậy thưa quý vị, mình ngày xưa mình tối tăm lắm, chưa biết Chúa mình tối tăm, nhưng mà khi mình mới thấy Chúa được rồi, mình thấy được sự vinh hiển của Chúa, mình phải ngợi khen Chúa. Bởi vậy cho nên Ê-phê-sô chương 5 câu 8 ghi vậy, vả lúc trước anh em còn đương tối tăm, nhưng bây giờ đã trở nên người sáng láng ở trong Chúa. Quý vị, ông bà anh chị em và tôi đã bước vào và gặp Chúa, tiếp nhận Chúa là Chúa và cứu Chúa của đời mình, thì chúng ta là những người sáng láng ở trong Chúa, và hãy bước đi như còn sáng láng. Chứ bước đi ở đây là thưa quý vị, đó là sống theo. Không phải là nhiều khi chúng ta nói là walking behind Jesus Christ. But cái nghĩa là gì? Là sống theo Chúa, bước theo Chúa là sống theo Chúa. Cái đời sống, sống đạo của chúng ta theo cái cách của Ngài. Mà thưa quý vị và chị em, hãy như người mù được trở lành, bước đi theo Chúa Giêsu như con sáng láng, để khiến cho mọi người khác ngợi khen Chúa của mình. Bởi vì chúng ta thấy trong Luca chương 18 câu 43b có ghi như thế này: hết thảy dân chúng thấy vậy đều ngợi khen Đức Chúa Trời. Thấy cái người đó, người đó mà đi theo, sống cái người đó sống theo cách của Chúa thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Thấy cái người đó ca ngợi Đức Chúa Trời thì lạ quá cũng ngợi khen Đức Chúa Trời. Sống trong đức tin và bước đi theo Ngài là một hành động bày tỏ lòng biết ơn của một tín nhân với Chúa. Tại vì mình không có cái việc đó thì làm sao biết là mình có lòng biết ơn Chúa? Làm sao biết được? Và người có lòng biết ơn Chúa thì bước theo Chúa trong đức tin bằng mọi giá. Bởi vì trong Luca chương 9 câu 23-24 có ghi như thế này: vì Chúa Giêsu có phán là Ngài phán cùng mọi người rằng, nếu mà ai muốn theo ta thì phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Không phải vác thập tự giá nhiều khi trước tôi gọc để nói thập tự giá Chúa, không ai vác thập tự giá của mình đi theo Ngài. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống thì được cứu. Người đi theo Chúa, bỏ cái cũ của mình, bỏ những cái hư mất của mình, bỏ nó hết đi, bỏ cái sự chết, cho nó chết cái sự đó đi, để chi? Để đi theo Chúa thì được sự sống. Và cho nên nếu mà có người có lòng biết ơn Chúa, bước theo Ngài, thì người đó cũng biết ở trong Chúa để được kết quả. Cái người đó phải biết ở trong Chúa để được kết quả. Bởi vì trong Giăng chương 15 câu 5 Chúa có phán như thế này rõ lắm: chúng ta đi theo Chúa thì chúng ta phải biết là ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì sinh lắm đó. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được cả. Không ở trong Chúa không được gì cả, nhưng mà ở trong Chúa cứ tiếp tục theo Chúa, sống theo cách của Chúa, theo cái lời của Ngài muốn, thì chúng ta xin kết quả. Như vậy, bằng chứng của một tấm lòng biết ơn có đức tin của trong Chúa là gì? Là cái người đó bước đi trong đức tin bằng mồi giá và gắn liền với Ngài để chi? Để xin kết quả. Nào, cái điểm thứ ba, một đơn cử thứ ba mà tôi thưa quý vị trước khi chúng ta kết thúc: làm chứng về Chúa cho người khác. Ở trong Luca chương 8 câu 26 đến câu 39 thì đây là bằng chứng của một cái người biết ơn làm chứng về Chúa. Đây là câu chuyện của một người Gê-ra-sê bị quỷ ám. Thiên hạ bèn đổ ra xem việc mới xảy ra. Khi họ đến cùng Đức Chúa Giê-xu thì thấy người mà các quỷ nó mới ra khỏi cái người đó đấy, thì ngồi dưới chân Chúa Giê-xu mặc áo quần bộ tỉnh táo, thì họ sợ hãi lắm. Những người đã xem thấy sự lạ đó thì thuật lại cho thiên hạ biết người bị quỷ ám được cứu khỏi thế nào. Hết thảy dân ở trong miền Gê-ra-sê xin Đức Chúa Giê-xu lìa khỏi họ, vì họ sợ quá cái chuyện đó tổn hại họ, sợ quá và họ xin Chúa là đi chỗ khác. Cho nên Đức Chúa Giê-xu bèn xuống thuyền trở về. Cái người đó ra khỏi, cái người mà khỏi những cái quỷ ám á, thì xin phép ở lại với Chúa,
xin được ở với Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu biểu về nhà, về nhà. Hãy về nhà ngươi, thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Chứ không nói là thuật lại mọi cái điều mà ta làm cho ngươi, mà đó nói là thuật lại mọi điều mà Đức Chúa Trời làm cho ngươi. Tức là được linh hồn được cứu đó. Đức Chúa Trời làm đó bởi qua cái Đấng Christ. Cho nên ở đây Chúa không nhắc là hãy về nhà thuật lại mọi điều mà ta đã làm cho ngươi, không. Chúa không nói như vậy. Chúa Giêsu không nói như vậy. Hãy về nhà ngươi thuật lại mọi điều Chúa Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Vậy thì cái người ấy đi đồn khắp cả thành là mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình. Chứ Chúa Giêsu làm, nhưng mà Đức Chúa Trời làm cái mọi điều trong mọi điều qua Đức Chúa Giêsu. Cho nên chứ ở đây trong câu 38 điều chúng ta thấy ở đây, trong câu 38 này, người đã khỏi những quỷ ám xin phép ở lại với Ngài, nhưng Đức Chúa Giêsu biểu về. Ở lại với Chúa chứ không phải đi theo Chúa, mà ở lại với Chúa thì Chúa biểu đi về. Chúa không cho cái người này ở với Ngài vì Ngài phải đi giảng đạo khắp nơi. Nhưng chúng ta biết cái người được chữa lành bệnh này vâng lời và bước theo Chúa trong đức tin. Vì trong câu 39 chúng ta thấy như thế này, chúng ta thấy cái người này bày tỏ lòng tin của mình và vâng phục theo cái mạng lệnh của Chúa. Cái người tin Chúa thì vâng phục mạng lệnh Chúa. Người không tin Chúa nghĩ là không có để ý đến lời Chúa sai bảo của mình. Bởi vì trong câu 39a, trong câu 39a phân đoạn này, thì Chúa giao cho người đó chữa, cái người được chữa lành này một việc quan trọng tại thành Giê-ru-sa-lêm. Tại cái ông mày quỷ ám này ở trong Giê-ru-sa-lêm, thì Chúa giao cho cái anh này một cái công việc quan trọng ở thành Giê-ru-sa-lêm này, có ghi như này: hãy về nhà ngươi thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho. Có một công tác giảng gì vậy, chỉ nói có một câu vậy thôi, đứng đi ra. Rồi sao rồi nói cái về cái nhà của ngươi đó, ở trong gia đình family của ngươi đó, dòng tộc của ngươi đó, nói là Đức Chúa Trời, chứ không phải nói Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi điều gì. Cái người khỏi bệnh này, bị quỷ ám này, bày tỏ lòng biết ơn của mình, đi làm chứng về Chúa Giêsu. Thương bà chị em, đây là cái gương cho chúng ta. Những người tin nhận, tiếp nhận được Chúa Giêsu, được Chúa Giêsu chữa lành, thì phải nói hay là làm chứng cho người khác về điều mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình. Giống như cái ông này, cái người bị quỷ ám ở Giê-ru-sa-lêm này. Chúng ta hãy làm chứng cho người khác về điều Chúa đã cứu chuộc mình, như lời khuyên có ghi ở trong Thi Thiên 107 câu 2. Các người mà Đức Giê-hô-va đã chuộc khỏi tay kẻ hà hiếp, hãy nói cái điều đó. Chúa làm cho mình cái điều tốt gì thì nói cái điều đó cho người khác, làm chứng cái điều đó, nói về tốt lành về Đức Chúa Trời để chi? Để ca ngợi danh thánh của Ngài. Và khi chúng ta làm chứng về Chúa thì chúng ta cũng cần phải sẵn sàng trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy của mình ở Chúa. Defense, người ta nói mình phải trình bày cho người ta. Bởi vì trong Thư Tín Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 15, Phi-e-rơ khuyên chúng ta này: hãy sẵn sàng để trả lời mỗi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy của anh em. Mình làm chứng thì mình phải nói về Chúa của mình và sẵn sàng. Bởi vì khi mà quý vị làm chứng, quý vị nói với người khác, thì có người sẽ hỏi lẽ quý vị. Vậy thì bằng chứng của lòng biết ơn của người tin Chúa ấy là làm chứng về Chúa Giê-xu cho kẻ lần cận. Tóm lại thưa quý vị, người Samari có đức tin cho chúng ta một bằng chứng biết ơn Đức Chúa Trời qua hành động thờ phượng Chúa, thờ lại Chúa, ca ngợi Chúa, tôn vinh Chúa. Còn cái người mù ở Jericho được Chúa chữa lành bởi đức tin của mình cũng tỏ cái bằng chứng biết ơn Chúa qua hành động thờ lại Chúa, bước theo Ngài, sống theo cách của Ngài. Cái người Gê-ra-sê bị quỷ ám được Chúa chữa lành, vâng giữ lời Chúa thì sai bảo, tin vào Chúa và nhận cái lời sai bảo của Ngài, vâng lời, vâng phục Ngài về cái lời sai của mình, cái công việc của mình là về nhà mình thuật lại mọi điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho mọi người. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cái món quà lớn nhất, ấy là Chúa Giêsu chết thay cho tội lỗi của chúng ta trên thập tự. Tạ ơn cứu rỗi vì ân điển của Ngài giúp cho chúng ta được lành. Khi mà quý vị đọc ở trong Thi Thiên 103 từ câu 1 đến câu 5, nó có tới 22 câu. Quý vị đọc từ câu 1 đến câu 5, thì quý vị và các bạn có nhận biết được mình nhận được cái ân huệ nào của Chúa ở trong 5 câu này hay không? Thì hãy ca ngợi Chúa, cảm tạ Chúa, hết lòng biết ơn và biết biến cái lòng biết ơn của mình thành hành động. Vì cái điều đó mới thấy được cái lòng biết ơn của mình. Đó là cái bằng chứng, cái hành động của mình là cái bằng chứng của cái lòng biết ơn của mình. Nếu không có bằng chứng đó, chúng ta không thể nào nói là ồ tôi biết ơn mà làm sao? Làm sao? Bởi vậy khi mà quý vị thấy đó thì ở đây có một cái câu chuyện của tôi không có nói dài thêm đầu sau. Ở đây có hai người mù ở Galilee, có ghi ở trong Matthew chương 9 câu 11. Đây là hai người mù tại Galilee khi xưa đó, thì họ được Ngài chữa lành cho được mắt sáng, họ không quên ơn lành của Chúa. Nên lúc mà hai người đã được sáng ra khỏi nhà, đồn danh tiếng của Ngài khắp cả cái xứ luôn.
chứ không phải cái thành, cả cái xứ luôn. Thì họ đi làm chứng với Chúa Giêsu cho những người lân cận, họ kể lại cái việc tốt lành mà Chúa đã làm cho họ. Thì mỗi chúng ta không bao giờ có thể nói hết được, không thể nói hết được những ơn phước mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, hay là chúng ta có thể kể thuật lại hết những cái điều tốt lành mà Ngài đã làm cho chúng ta. Nhưng chúng ta có thể tỏ lòng biết ơn Ngài trong nhiều cách. Thưa quý bạn chị em, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa một cách nhiều khi nó rất là đơn giản. Quý vị có thể gọi điện thoại nói về Chúa cho một người chưa bao giờ nghe về Chúa, hay là một người bạn của mình. Nếu được thì hãy bày tỏ cái lòng biết ơn đó bằng cách hành động làm chứng về Chúa Giêsu cho bạn của mình. Bởi vì Cơ Đốc nhân tốt là cái người nào cũng lúc nào cũng muốn bạn của mình, muốn người thân của mình nhận được sự cứu rỗi, để họ cũng được phần dự phần nơi thiên đàng vinh hiển. Thưa quý mạng chèm, tóm lại tất cả chúng ta đều kinh nghiệm được những phước lành mà chúng ta đã nhận được ở trong năm. Hãy bày tỏ cái lòng biết ơn về những điều mà Chúa làm chúng ta. Cái đó có nhiều cách, hoặc có nhiều cái cách của nhiều của lễ khác nhau để bày tỏ lòng biết ơn của Chúa Trời. Như sáng nay tôi đến đây, tôi thấy có lòng biết ơn Chúa của mình, của hội thánh tại đây. Tôi nhìn thấy điều đó, thì đâu muốn bước lòng mà tôi thấy được. Nhưng mà đây có một vài cách ngắn, quý vị có nhiều hơn nữa, nhưng mà xin nhắc là cái bằng chứng để thấy là con dân biết ơn Chúa. Thứ nhất là trong sự thờ phượng Chúa, trong sự thờ phượng Chúa, chuẩn bị tốt, hết lòng. Đó là điều mà Chúa muốn nhìn thấy này chúng ta. Hay là trong đời sống đạo, làm chứng, và cái đếm kiếm đó là làm chứng về Chúa cho những người xung quanh. Hãy lớn tiếng cảm tạ Chúa về những ơn phước mà Ngài đã ban cho chúng ta. Hãy nói cho người khác biết về những điều mà Chúa đã ban cho chúng ta hôm nay, hoặc những điều mà Ngài đã hứa sẽ ban cho chúng ta trong tương lai, và luôn cả những điều mà Chúa đã ban cho chúng ta trong quá khứ. Hãy cảm tạ Chúa không thôi. Đừng có dừng lại, quý vị đừng có dừng lại là ở trong tháng 11 này mà thôi, hay là nói là trong tháng 11 theo cái truyền thống của người ở Bắc Mỹ này, là với cái North America, là chỉ có tuần lễ, hay là ở Canada cũng tương tự như vậy, chỉ tháng 11 thôi, không được dừng lại. Mà mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi ngày, từng giây phút trong đời sau này, dâng lời cảm tạ Ngài. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta được Ngài cứu, chúng ta được Ngài thuộc về, và chúng ta yêu mến Ngài. Bởi vì Ngài thương chúng ta với một tình thương như vậy, chúng ta nhìn thấy Ngài, chúng ta hiệp ý với nhau để kết thúc mọi hạnh. Cái lời Cha Thánh trên trời, chúng con cảm tạ lời của Ngài của sao. Cái câu chuyện, từ câu chuyện của người phung cho đến chuyện của người mù và chuyện của người quỷ ám, và hai người mù ở Galilee được mắt sáng mắt lại. Lạy Chúa, xin Chúa ngày ở cùng với hội thánh của Chúa tại đây, và ông bà chị em chúng con luôn luôn được Chúa hướng dẫn, được Thánh Linh hướng dẫn, chăm sóc và thêm sức và hướng dẫn chúng con, để thấy chúng con nhìn thấy và bày tỏ lòng biết ơn của mình, không phải chỉ trong tháng 11 này mà thôi, mà mỗi tháng trong năm, mỗi tuần lễ trong tháng, mỗi ngày trong tuần lễ, và mỗi giây phút trong cuộc đời của chúng con, thì chúng con được cùng mình Chúa và bày tỏ điều đó qua trong hành động. Xin Chúa Thánh Linh này hướng dẫn chúng con, che đậy chúng con, nâng đỡ chúng con, hướng dẫn, dạy dỗ chúng con, để thấy chúng con được vững mạnh trong sự khôn ngoan trong đời sống, cho đến khi chúng con gặp Thánh Christ của chúng con. Chúng con cảm tạ lời của Chúa buổi sáng hôm nay trong ơn lành của Ngài. Chúng con cảm tạ điều đó ở trong danh thánh Jesus Christ. Amen. Xin cảm ơn những lời giảng dạy và giảng luận của mục sư Nguyễn Tấn Long. Thưa hội thánh, những con cái Chúa cũng biết rằng mục sư Nguyễn Tấn Long từ Atlanta, Georgia, ông bà đã từng dự lễ thờ phượng của chúng ta nhiều lần, và hôm nay cảm ơn Chúa chúng ta được sự giảng luận của mục sư Nguyễn Tấn Long qua bằng chứng của lòng biết ơn. Và thật là một bài giảng luận đầy ơn phước, nói cho chúng ta biết về những người ở Samari, những người mù ở Galilee, và qua đó những bằng chứng cho chúng ta trong việc hầu việc Chúa của con cái Chúa và làm chứng. Xin cảm ơn những lời giảng luận của mục sư Tấn Long. Và bây giờ xin quý con cái Chúa
cùng tôn vinh Chúa bài thánh ca tôn vinh chân thần, và sau đó ông mục sư Long sẽ cầu nguyện chúc phước cho chúng ta. Tôn vinh chân thần nguồn ơn vô đối, dưới đất chúng sinh tùng mỹ khắp nơi, trời cao cũng chúng ca ngợi ba ngôi, Chúa Cha cùng con với linh muôn đời. Amen. Nguyện xin ân điển, sự thương xót, sự bình an bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Con của Cha được ở cùng chúng ta trong lẽ thật và sự yêu thương. Xin Đức Thánh Linh gìn giữ, bảo vệ, hướng dẫn quý ông bà chị em hội thánh luôn cho đến khi mọi người chúng ta gặp được Đấng Christ. Amen. Dạ, tắc lệ, xin kính chúc quý vị một tuần mới.